Thưa quý vị và các bạn, nếu trong chiến tranh, niềm vinh dự tự hào và đẹp đẽ nhất của người lính là trên trận tuyến đánh quân thù, thì trong thời bình, cuộc đời đẹp nhất của các chiến sĩ Trường Sa là vững chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc. Đó là sứ mệnh thiêng liêng của người lính biển. Dưới cột mốc chủ quyền Tổ quốc, các chiến sĩ trẻ ở tuổi đôi mươi vẫn tay chắc cây súng đứng gác dù thời tiết khí hậu nơi đảo Tiền Tiêu luôn khắc nghiệt, nhưng không thể ngăn cản sự kiên trung với chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong mỗi chiến sĩ. Đối với Hạ sĩ Huỳnh Bá Hòa, Lữ đoàn 146 đảo Cô Linh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hôm nay là một ngày đặc biệt khi được gặp những người thân yêu nơi đất liền xa thăm đảo. Đây cũng là dịp để các chiến sĩ được trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thú vị, đầy tự hào về đảo, nơi các anh đang làm nhiệm vụ. Còn với chiến sĩ Lê Ngọc Giỏi, được tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là một vinh dự, niềm tự hào không chỉ của bản thân, gia đình, mà của biết bao trái tim của bà con đất liền đang hướng về biển đảo. Trong mỗi các anh, ai nấy đều có cùng tâm trạng vui tươi, bản thân luôn kiên định bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, với tâm thế sẵn sàng của người lính hải quân nơi biển đảo. Tôi cũng về trên đảo này có hai đồng chí quân khu 5, anh em sống hòa đồng, vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn nhất. Công tác trên đảo chúng tôi luôn nâng cao khả năng học tập rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Đảo Cô Linh có một vị trí rất là đặc biệt, vì vậy nên tinh thần cán bộ chiến sĩ của chúng tôi rất là có trách nhiệm, lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chiến sĩ làm nhiệm vụ, dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, những người lính trẻ luôn kiên định vượt sóng gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những chuyến thăm đảo của đoàn công tác như tiếp thêm niềm vui, nguồn động viên tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ. Ở nơi biển đảo xa xôi, được gặp gỡ giao lưu với bao trái tim ở mọi miền Tổ quốc, những lời ca tiếng hát đã làm cho các cán bộ chiến sĩ luôn vững tin trước nhiệm vụ cao cả bảo vệ chủ quyền nơi đảo xa. Đây là khu vực thường xuyên có các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài để đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như là duy trì và thực hiện tốt các nội dung để đảo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng đầy đủ các kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho 100% cán bộ chiến sĩ đảo nắm chắc về các cái nội dung, thuần thục các cái phương án, đảm bảo quan sát nắm chắc, làm chủ được cái phạm vi khu vực chủ quyền đảm nhiệm. Anh em vững vàng ý chí, sẵn sàng nhận cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao, luôn luôn tích cực chủ động học và tập trau dồi kiến thức mọi mặt, luyện tập thuần thục các cái nội dung, đảm bảo cho tổ chức thi nhiệm vụ, đặc biệt là duy trì thực chất cái lực lượng đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Tổ quốc là máu thịt thiêng liêng, là tình yêu cao hơn hết trong một trái tim người dân đất Việt, và đối với những người lính hải quân đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo Trường Sa, bình yên Tổ quốc, tình yêu thương của đồng bào là động lực to lớn để các anh vượt lên tất cả những gian khổ và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.